6 điểm này bao gồm Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Sơn Tây, mỗi điểm có 500 quả tầm cao và 600 quả tầm thấp. Tổ chức 3 điểm bắn hỏa thuật là Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Nam Từ Liêm. Bên cạnh bắn pháo hoa, Hà Nội cũng sẽ tổ chức tuyên truyền cổ động trên một số tuyến đường, phố chính và các khu vực trung tâm thành phố, cửa ngõ thủ đô. Ngoài ra, lễ hội bơi trải thuyền rồng Hà Nội mở rộng cũng được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17 tháng 2 tại Hồ Tây. Với mục đích thúc đẩy gôn đỉnh cao tại Việt Nam, ngày 14 tháng 1, Hiệp hội Gôn Việt Nam đã công bố giải gôn chuyên nghiệp đầu tiên của năm 2019, đó là VPG Tour Herolex Championship 2019. Giải đấu sẽ diễn ra tại sân gôn Đầm Vạc, Vĩnh Phúc từ ngày 16 cho tới ngày